Hello, xin chào tất cả mọi người, thì mình là Ngọc Diễm đây. Ok mọi người nha, hôm nay mọi người thấy mình không ở trong game, ở ngoài đời nha mọi người. Thì đã lâu lắm rồi mình chưa có làm clip chôn RTL các bạn ạ. Và trước khi mình làm và mình xin giới thiệu, trân trọng giới thiệu các bạn hôm nay, mình sẽ làm một clip chôn RTL. Và cái clip này mà các bạn không xem ấy, quá tiếc, quá phí luôn. Mày cầm mồm đi. Mình clip này mình nghĩ nó là một clip đặc sắc nhất từ trước tới nay luôn. Đấy, thì ok, và clip này mình sẽ làm về cái chủ đề gì? Từ để cho mình giới thiệu một tí đã nha mọi người. Trước tiên các bạn ấn cho mình một nút like để mình có thêm động lực để làm thêm nhiều video nữa nha. Sau đó các bạn bấm cho mình một lượt đăng ký kênh để mình giống như là mình lên 10 triệu sắp để mình có nút vàng. Oh my god. À, 1 triệu sắp để mình có lướt vàng nha mọi người đấy. Thì ok, bây giờ mình sẽ giới thiệu cái đặc sản chính ngày hôm nay. Là một chiếc váy thiên nhiếp các bạn nhé. Mình mua ấy là với giá cực kỳ đắt đỏ luôn. Không phải rẻ đâu con váy này nhé. Chiếc cực kỳ ok luôn đấy. Thì đây cho bạn xem rồi đấy. Các bạn thấy không? Nó chỉ dài hơn chân mình một tí thôi. Hôm nay đã nhìn thấy cái váy, các bạn biết hôm nay mình sẽ làm gì đúng không? Không. Chính xác chứ là suy nghĩ các bạn đang nghĩ đấy. Ai mà biết được. Bây giờ là tôi đang nghĩ là mình quay với bạn trời. Mình đang quay bằng cái trục quay. Bây giờ là 5 giờ sáng, mình chuẩn bị dậy để đi học. Và mình quyết định làm clip chôn mà tôi luôn. Thật không thể tin được. Ok. Ok bạn nhé, mình vừa đặt góc quay thành công và mình vừa làm xong một chuyện khủng khiếp luôn. Bây giờ mình sẽ gọi RTL lại cho bạn xem nhé. Hợp lý. Linh, dậy, sáng rồi. Đi. Em chuẩn bị đi học rồi, bây giờ dậy xuống mua cho em cái bánh mì em ăn sáng đi học. Lớp 12 đấy. Này. Đi ơi. Tí cái gì trời sáng rồi kia kìa. Dậy đi luôn nhé. Đi luôn đi, khẩu trang đi các thứ nha mà. Ra đến lấy khẩu trang cho nó kia sao đi luôn. Nhanh đi nha, tôm với nó không bán nữa đâu ấy. Sao thế? Sao em? Lừa rồi. Xong nhanh về nha. Mở mắt ra, không đi chốc gọi vàng đường rồi. Đi đi nha. Nói thế nào đi thôi. Mày ơi là trời, mà cái váy đi mình không thể nào mà chấp nhận được. Cuộc đời mình sẽ đột nhập đi thôi. Mà thôi. Mình sẽ đi thang máy sau nha em. Ok các bạn, mình xem nó thế nào đi đâu nhá. Anh em mình nó vẫn thật thơ nha. Cho nên nay hơn 70 tuổi mà tôi chưa gặp cái trường hợp nào mà nó như thế này cả. Nó thần thơ. Nó thần thơ mấy nhìn kìa. Để chạy ra góc này nhé. Chạy góc này cho anh em xem. Có cái gì anh em ơi. Sai đường rồi. Anh bảo vậy ra đường không biết rồi nó chạy. Mình sẽ núp đi, nó không biết mình nhé. Toàn thật rồi vui em. Nó chạy lên núi nhưng mà. Ê, đi lên. Mình cũng vào xem nó thế nào nhỉ nhá. Anh ơi. Em làm gì đấy? Đi đâu ơi? Đi đâu đâu? Vào anh xem. Sao để anh mặc váy như nào? Đùa thế thôi. Em mở ra tiên mặc váy xuống đấy mua. Bao người nhìn thấy người ta cười cười. Xem váy à? Chịu luôn đấy. Sao đâu? Giờ mọi người nhìn này. Quay gì đây? Cả người ta dụ anh đi bắt người ta mặc váy. Thế dụ anh đi anh Avan không nhìn thôi. Xuất người chôn. Bố mình nhịn được lâu lắm rồi đấy nhá. Bên ngồi vào giường mà giống. Ngồi giường nói chuyện. Ngồi phụ nữ ấy nào. Giờ váy này ngồi. Váy em sao đâu, bỏ tay em xem nào.
Thế chị gái nữa. Không chơi với em nữa. Chân thì đen bảo mặc váy. Ôi chân đen. Thôi váy cổi quần đấy, quần đấy mặc cái quần dám thay người ta để đây. Mày lừa bố mày. Chị vừa đấy. Ra đường em biết bao người nhìn thấy không? Những người nhìn thấy làm sao đâu. Con trai mặc đừng váy đừng trốn lại. Cái gì? Con trai mặc váy thì có làm sao đâu. Đi múa kiểu tinh tinh thế. Anh không thấy không nhờ. Mặc váy đẹp như thế này. Không. Chia gì mà chia. Không tha lỗi cho em. Thế bây giờ như nào mới tha lỗi? Giờ như nào mới tha lỗi? Giờ không tha lỗi người ta là như nào? Giờ clip này của em phải được khoảng 30.000 like em mới tha. Ok hả? 30.000 like sao mà được à? Được hết không thì đừng có mơ tha lỗi nhá. Nhưng mà em thấy anh mặc váy đẹp rồi em mua cho anh mấy gái nhá. Không. Bây giờ em ra có gì ăn cho anh thì đấy. Đấy. Thế bây giờ em đi mua cho anh bánh mì nhé. Cái gì? Bánh mì á? Ừ. Ok không? Được. Được, thế bây giờ bye bye mọi người, chỉ cần nick cực trôn của mình đến đây là hết rồi nha mọi người. Nhớ bấm cho mình một like, mình có thêm động lực để trôn nữa. Ok, nha, nha. Đây là đĩa xôi, xôi khúc, anh em ăn xôi khúc rồi chưa? Đó, vừa chế biến thành công như là tôi nói như là vừa mình sẽ đem đây. Quà đèn tội. Đua đâu, để cho người ta bốc ở lóng chứ. Ngon không, ngửi chân thơm à? Quá thơm với chứ lệ. Đùa đâu. Không đùa ăn bốc à? Nhưng ngon không, thử ăn miếng hành khô nó lại là tuyệt vời luôn. Không nhưng mà vẫn ăn. Nhưng mà không đùa ăn sao được, người ta tha lỗi ăn sao được. Cái gì? Không đùa ăn người ta tha lỗi ăn sao được. Đùa không? Mấy đùa đây? Đùa quá đùa. Xem vận may của anh có tách được đôi đũa này nó có gợi yêu nhá. Anh biết tách đũa không? Nó mà gãy là nhân phẩm anh không tốt rồi. Thì đó, là duy nhất. Phải tách từ dưới lên. Từ dưới cái kia. Gãy. Nhân phẩm quá đẻo luôn. Quá, ok, thử ăn miếng nhá. Ừ. Tôi mua đâu đây? Người ta làm ấy. Làm ngay, cô biết làm ấy. Chả biết làm thì không. Ngon. Quá ngon anh chị lệ. Phải thằng cụ luôn đấy. Không ai ngon như này đâu. Úi dồi ôi. Tuyệt vời. Tuyệt vời luôn. Tha lỗi nha.